Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel của mình. Trong video này thì xin gửi đến quý anh chị và các bạn hình ảnh và chương trình khuyến mại giá bán thực tế của mẫu Toyota Camry. Phiên bản trên là phiên bản đã được độ mặt ca lăng Lexus và một số option kèm theo xe của một khách hàng đặt trước bên em. Toyota Camry hiện nay có hai phiên bản giá niêm yết, cụ thể là phiên bản 2.0 chúng ta có giá niêm yết là 1.029.000 đồng. Chương trình khuyến mại trong tháng 3 và tháng 4 tới thì phiên bản 2.0 chúng ta chỉ giảm chút chút về tiền mặt thôi. Thì cái mức giá lăn bánh dự kiến ở Bắc Ninh sẽ dự tính vào khoảng 1.130.000 đồng. Xe trả góp tối thiểu thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng từ 300 đến 350.000 đồng. Còn với phiên bản 2.5Q giá niêm yết 1.235.000 đồng. Mức giá lăn bánh dự kiến với cái chương trình khuyến mại trong tháng khoảng 10 triệu tiền mặt và tặng kèm một gói phụ kiện khoảng 10 đến 15 triệu theo xe. Thì mức giá lăn bánh dự kiến sẽ là 1.351.000 đồng. Trả góp tối thiểu thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng tầm 370 triệu nhé. Phiên bản hai phiên bản Camry thì chúng ta đã quá quen thuộc rồi. Chủ yếu là Camry hiện nay có cái phong trào độ mặt ca lăng Lexus như này, như quý anh chị trực tiếp thấy trên màn hình. Cái này thì nó là nguyên khung nguyên bản theo xe. Dụ như anh chị mà có thích về lại mặt độ cũ thì cũng chỉ mất đến khoảng 15-20 phút để chúng ta tháo ra và lắp lại được thôi. Cái này khá nhanh và đơn giản. Xe hai phiên bản Camry thì 2020 cũng đã bán gần hết rồi, thanh lý xả hàng khá là nhiều. 2020 thì vẫn còn một số đại lý còn xe và mức giá ưu đãi có thể lên đến 40 triệu đồng kèm theo xe. Cái này thì nó là xu thế chung rồi, một đời xe chúng ta cách khoảng tầm 25 đến 30 triệu. Anh chị nào mà thích mua xe 20, xe 21 thì có thể liên hệ trực tiếp với em và nhận thêm cái báo giá và được khuyến mại thêm tại từng thời điểm mà anh chị xem video. Báo giá nhanh và dự kiến lăn bánh ở tại báo giá nhanh và dự kiến lăn bánh mức giá ở tỉnh địa phương như Bắc Ninh hay Hà Nội. Anh chị nào mà thích mua xe giá rẻ mà giá tốt thì cứ alo giúp em theo số điện thoại đính kèm trên màn hình. Rồi, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.